Văn Hiệp. Vâng. Nhưng mà thầy có thu lại được không thầy? Có chứ. À vâng. Thu lại cho Hiệp nghe chứ. Vâng. Hiệp là 24 tháng 2 năm 90 đúng không? Dạ vâng. Và giờ thì mấy giờ nhỉ? Hình như là 16, 17 giờ đấy. Đấy, hôm trước nhắn thầy rồi. Vâng. Kiểm tra xem nào. Đồng chí Hiệp này bảo đồng chí sinh vào 16 đến 17 giờ. Vâng, vâng. Lạng Sơn mùa này thời tiết ra sao? Hôm nay vừa chuyển mùa thì lạnh. Lạnh à? Vâng, hôm qua thì nắng. Hôm nay thì vừa úi giời, lá số đẹp thế. Dạ. Lá số đẹp thế. Ừ. Âm dương thì thuận lý này. Đấy. Cục khắc bản mệnh ngũ hành thì không ổn lắm. Cục mộc tam cục. À. Thế là sao thầy? Con là bản mệnh là lộ bằng thổ nhưng mà cục lại mộc tam cục nên là được gọi là cục khắc bản mệnh. Chủ về gặp nên là chủ về những cái việc đi tham chiến những cái nơi mà vất vả, không được đến những cái nơi yên ổn. Nơi nào dữ dội nhất thì mình sẽ thành công. Vâng. Hiểu không? Mệnh là tức là phải ạ. Nam là mệnh có hóa quyền, thiên khôi thì là con trưởng. Vâng. Sau này gánh vác nhiều chuyện của giang sơn đất nước lắm. Của gia đình lắm nha, của dòng họ đấy ạ, dòng họ lắm đó. Rồi là đây là một người quân tử, nam nhân quân tử, lắm mưu nhiều kế. Sau này thì giàu có, sau 33 tuổi thì giàu có, trước 33 tuổi thì kiếm được tiền nhưng sẽ tiêu hết. Vâng. Con là lá số rất tài, là có hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc chiếu mệnh luôn. Hóa quyền nói lên quyền lực, hóa khoa nói đến học thức, hóa lộc nói đến khả năng buôn bán kinh doanh của con tốt. Đấy, cung thiên di để có sao văn khúc thiên tài nữa, được thể hiện là một người rất là mạnh mẽ. Có làm công an quân đội không? Dạ không, bây giờ con chưa làm gì vậy? Bây giờ chưa làm gì con ạ? Con vừa đi học xong về, con đang ở nhà thì con đi lái đò thôi. Lái đò? Vâng. Trời, học ngành gì mà giờ đi lái đò? Trước con đi học cái toán về mới về được 2 năm thì chưa xin vào đâu được, lại đi học lái đò. Không phải học lái đò mà cái nghề này nghề tự do được. Nhưng mà con là người mà sau 33 tuổi hết cái triệt mệnh này sẽ khá lắm đấy nhá. Con chỉ vất vả trước 33 tuổi thôi. Nhưng những người mà bị triệt mệnh ấy, thường là nửa trước 33 tuổi hoặc 34 hoặc 35, 36 tuổi rất là vất vả và thường không làm đúng cái nghề mình làm. Gian nan vất vả lắm. Và đấy là yếu tố để sau này để có kinh nghiệm để thành công đó. Nên là con đang làm những cái việc như thế đối với thầy nó cũng không phải là cái gì là chê cười cả, mà đấy cũng là một cái mà sau này thì con học tập để tiến bộ lên. Đấy, đời con sau này rất là giàu có sung sướng. Trước mắt này con là đi thi công chức thì liệu có ổn không thầy? Công chức là của con đang bị triệt mệnh nên là hơi khó, vì cung quan lộc của con gặp sau tuần đóng. Chỉ huy thiên tướng lại gặp tuần. Hiểu chưa? Nhưng trong này nó có cái sao tứ linh chiếu của cung quan lộc mà đang ở Lạng Sơn đúng không? Thế thì phải chăm chú lễ bái đi nhá. Ở trên đấy có đền mẫu thiêng lắm đấy. Dạ, bên đền mẫu ạ. Đúng rồi. Thì đấy là lễ bái này mình đi vào cái ngày như nào thì con cứ đi ngày rằm ngày mùng 1 tháng 3 này là tháng tiệc mẫu này, đi lễ đi nhá. Và để cho tháng 8 âm này con thi vào cho nó thành công. Vâng. Trong lá số này là con dễ tháng 8 âm năm nay sẽ thành công, đi bắt đầu đi làm việc lắm. Dạ vâng. Ừ. Mà mệnh có mệnh của con đi học kế toán là đúng rồi. Vũ khúc thiên phủ mà. Vâng. Mặc dù cũng bây giờ vẫn đang thất nghiệp rồi ạ. Chả không, chưa có công việc gì ạ. Chỉ có bây giờ thì nó làm công việc tự do chứ nó không ổn định. Thôi rồi, đâu vì triệt mệnh nên là cứ vất vả thế đã, còn con đã tài mà. Ừ. Rồi ở cái đại vận sau này con càng lên càng ngày càng tốt dần lên, không sợ gì hết. Cung thiên di sáng lắm, không phải sợ. Mệnh triệt
33 là hết trượt, hết bị người chấm. Là con nên lấy vợ vào năm nào đấy? Vợ con chưa lập gia đình. Con lấy vợ càng muộn thì càng đỡ hai đời vợ. Trong lá số tử vi này, trong lá số tử vi này con có tả phù hung bật chiếu cung vợ. Thế là lấy sớm là không không hay. Lấy sớm là hai đời vợ đấy, nên cứ từ từ. Vâng. Có người yêu chưa? Mới có đấy ạ. Ngày trước thì có mấy mấy cô, nhưng bây giờ lại có thêm, gọi là lâu lâu lắm, cách 1-2 năm ấy không có, bây giờ lại có đấy. Vâng. Thế người ta bảo con là hơi đào hoa các thứ. Con là con là người ta có gia đình hết rồi, mỗi con là hơi long đong lận đận một tí. Từ từ ấy lấy vợ, vợ con cũng sao phá quân nằm ở đấy không tốt. Vâng. Hai là có quả tú đóng cung vợ không tốt luôn. Ba là có tả phủ cái mật chiếu cung vợ, chậm đây. Chậm cho nó đỡ hai đời vợ, không có vất vả lắm. Và chậm con là tầm đến tuổi bao nhiêu ở đây? Con cứ tính khi nào con năm mối tình thì lấy. Mối tình thứ năm. Năm mối tình ạ? Đúng rồi. Thế là mối tình thứ năm là bắt đầu lấy được? Là lấy được. À vâng. Thế bây giờ là đang mối tình thứ tư. Tư đúng không? Đấy, cô sao mới lấy được? Vâng. Nhớ đấy. Sau này thầy nói cho nguyên nhân tại sao. Vâng. Thế là con cứ phải sau 33 tuổi là mới gọi là đỡ vất vả hơn. Sau 33 thì con sẽ tốt lắm, thành công. Bởi vì chẹt mạnh má, chẹt mạnh đã bị che mắt. Mặt trời đang gặp áng mây che, đại gia đang gặp áng mây che. Ngũ cốc thiên phủ là đại gia. Đại gia đang gặp áng mây. Sau này vừa con đang long đong lân đận thì vừa con nên hướng theo cái gì? Con đang học đúng nghề đấy. Ngũ cốc thiên phủ là nghề kế toán tài chính đấy. Mà con là thân cư quan lộc nên con không được làm được làm thì khó nhưng mà làm thì dễ. Đối với con được làm thì khó nhưng làm thì dễ, bởi vì con có cái sao tả hữu nằm cung chiếu tặng được tròn tử vi thiên tướng nằm cung quan lộc nữa, nên là con sẽ làm việc tốt lắm. Cứ vào được đi, con sẽ làm việc tốt thành công, có làm sếp. Thân có tử vi thiên tướng mà, thân vua mà. À, tại vì đúng là con trong họ con thì có con là con chịu thần, vì có các bác cứ thế là không có con trai nha. Mỗi bố con là có hai thằng, dòng họ thì có mỗi hai thằng con trai, và có lại con hai con thằng này mà không, hai thằng này mà không phát huy thì sau này là mất gốc, mất dòng họ. Đấy, thì đấy là kiểu đấy ạ. Đúng. Nhưng mà vừa hai thằng là vẫn chưa lập gia đình gì cả, thì bố mẹ với dòng họ cũng hơi lo. Mà con sau này có số đẻ nhiều con gái đấy, nên là cẩn thận đấy. Dạ vâng. Sau này mà không đẻ được con trai phải nhớ gọi điện cho thầy để thầy xử lý nhá. Không có lẽ không có lật toi nữa. Vâng. Tam sự bất hiếu là sự thứ nhất là vô hậu. Vâng. Cấm bất hiếu. Sự thứ nhất là vô hậu. Sự thứ hai là không chịu học hành tiến bộ để làm để có quan trường tốt, để có công danh sự nghiệp. Sự bất hiếu thứ ba là không chăm sóc cha mẹ. Đấy. Là con nhỉ? Không, không tử dậy là có tam sự bất hiếu, là có ba cái việc bất hiếu nhất. Việc thứ nhất là vô hậu. Vô hậu là không có con trai nối dõi tông đường. Việc thứ hai là không chịu học hành tiến bộ để có quan trường tốt, công danh sự nghiệp tốt. Việc thứ ba mới là không chịu chăm sóc cha mẹ. Tam sự bất hiếu theo thường tuần tự đấy. Thế như thế thì làm sao mà sau 33 tuổi là con thành công được? Thì con sẽ thành công. Bởi vì 33 tuổi thì con đang bị triệt mệnh là bị che mắt mà. Sau 33 tuổi thì cái sao triệt nó tắt đi và bắt đầu con sáng ra và sẽ thành công. Thành công trong con là người thành công trong quan lộc đó. Về tình cảm thì không thành công lắm, bởi vì phá quân chủ về không được hạnh phúc. Rồi đào hoa gặp địa không nữa, nên con là tình duyên hay bị đứt gãy gánh dẫn đường. Vâng, đúng rồi, cái đấy con gặp mấy mối tình là đều như thế ạ. Và cái mối tình đang theo cũng gãy gánh. Vâng. Mối tình tiếp theo nó mới lấy được nha. Dạ vâng.
Sức khỏe thì sau này không vấn đề gì, tốt. Hay bị đau ở thắt lưng thôi. Vâng. Bà con là có căn đó, nên là nên lễ bái chu đáo nhé. Ở Lạng Sơn là rất nhiều đền thiêng, con nên lễ. Hoặc là cứ cứ là cứ lên đi mùng 1 với lại Rằm mùng 1 ngày con cứ 15 này thấy. rằm mùng 1 cứ lên kêu cầu ở trên đấy cho nó tốt nhá. Vâng, tại vì ở trên con là không có hai đêm, không hay có cái phong tục mà đi đi lễ thế này, thì nên đâm ra là con cũng ảnh hưởng theo, hay là Nhưng mà có con chúng thì con là không không hay đi chùa ấy. con là hôm nay thì xem tử vi thầy phát hiện ra là người có căn tứ phủ rồi, nay nên đi lễ thánh nhá. Vâng. Nghe lời thầy sau này không phải hối hận. Vâng. Rồi, cung tài bạch sau này con sẽ rất là chỉn chu và đã rất phát cung tài bạch đấy nhá, tiền tài á. Bởi vì liêm chinh là cái Vâng. chòm sao mà nằm cung tài bạch là kiếm tiền giỏi lắm. Đấy, Vâng. liêm chung đơn thủ này là kiếm tiền giỏi. Rồi có văn xương thiên việt, thiên chủ đầu quân nằm ở đây là cái chòm sao mà kiếm tiền một cách bền vững lâu dài. Lại gặp chòm phi liêm bạch hổ phát đại phát chiếu cung tài bạch nó đẩy lên nữa, nên là khi có tiền là có nhanh lắm. Vâng. Con cái sau này con là người đông con, phải bốn đứa trở lên. Vợ vợ mà không cẩn thận là hai vợ. Anh em thì có anh em trai đấy, anh em trai rồi bố mẹ cũng xảy nạo mất hai người con nữa. Rồi cha mẹ sau này lúc nào cũng canh bên cạnh con giúp đỡ, yên tâm. Phúc đức thì con được thừa hưởng tài sản điền sản của cha mẹ họ hàng, yên tâm điều đấy. Bà họ nhà con có cái sao tuyệt đóng cung phúc đức, cái tuyệt là tuyệt tôn tuyệt tự ấy, nên là sau này mà không có con trai thì xử lý ngay, hóa giải ngay, không có là vu hậu nhá. Điền trạch đất cát sau này con cũng nhiều, được nhờ cả vợ nữa. Nên là đất cát điền sản cũng tương đối nhiều, không vấn đề. Cho lá số này con xấu cung, cái cung xấu nhất của con là cung vợ và cung con. Cung vợ sau này lấy vợ dễ bị vợ bạo hành, đúng tính khó tính, ngang bướng lộng quyền quyết hết đấy. Còn con thì xấu ở chỗ là sau này nhiều con gái khó con trai. Thế thôi, và mọi cung của con tốt. Cái xấu nữa là bị trật mạch che mắt và sau này đầu sẽ ăn sẹo, đầu ăn sẹo nhá. Đó, yên tâm đi, đại vận 33 trở ra phát tốt, 43 trở ra quan lộc thành công, 53 trở ra nhiều quân can, 63 trở ra tuyệt. Nói chung là sau hậu vận của con tốt nhá. Có gì được không là thầy gửi cho. Con tại vì con cũng không có gì để hỏi lắm, tại vì tại con thấy trước mắt tương lai thì mịt mờ lắm, không đâu vào đâu cả. Rồi sắp hết mịt rồi nhá. Năm nay công việc sẽ dễ thành công vào tháng 10 âm lịch, nhớ đi lễ tháng 8 âm lịch, nhớ đi lễ nhá. Ok, Một tháng đi lễ một lần là được chưa này, một hay là tháng phải ngày nhiều nào cũng hơn? thế, rằm mùng 1 đều phải đến đền mẫu Lạng Sơn á, và cúng cầu kêu cầu đấy nhá. Vâng. Tức là cái đấy là đi theo ngày ngày âm hay ngày dương ngày ạ? âm ngày âm Ngày âm ạ. Con có mua hương hoa quả trà quả lên đấy thắp hương cho mẫu kêu khấn ở trên đấy nhá, vì mình có căn mà nhá, mẫu phù hộ sớm cho đi có công việc thành công. Thế nhá, rồi thầy sẽ gửi cái video này cho. Vâng.